Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, Shop tiếp tục kiểm tra xe và giao cho các bạn trên toàn quốc. Các bạn dù ở miền núi hay đồng bằng, dù ở miền Bắc hay miền Nam, miền đảo xa xôi thì Shop mua xe cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Và đây, trong video này, Shop đang mở thùng 3 chiếc xe đầu tiên là chiếc xe đạp Touring Canai của chú Trâm ở Thanh Hóa. Chiếc tiếp theo là chiếc Colorado xe carbon đẳng cấp của anh Lộc ở An Giang. Và chiếc tiếp theo đây là chiếc Beauty xe đạp Lan, xe đạp City 3 dành cho chị em của chị Lý ở đảo Lý Sơn của Ngãi. Và một vùng đảo thì Shop cũng bán ra luôn, đảo Lý Sơn Shop cũng đã bán rồi, đảo Phú Quốc Shop cũng đã chuyển rồi. Đến với Shop bạn dễ dàng mua xe, dễ dàng nhận xe dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Mẫu xe đạp Line Beauty là một xe đạp dành cho phái đẹp, rất đẹp và chất lượng. Shop vừa đưa video lên đã có rất nhiều khách hàng đặt mua luôn. Và đây chính là chiếc xe của chị Lý, đặc biệt chị ở tận đảo Lý Sơn, nơi điểm cuối cùng của đảo Hoàng Sa của chúng ta. Chị vừa xem video hôm qua thì sáng nay đã liên hệ với Shop mua luôn. Vâng, hiện nay Shop đang là Shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua đến địa hình hybrid, touring, xe nam, xe nữ, city bike, không thiếu một chủng loại nào, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều mức giá. Và Shop bán trên toàn quốc và nhiều các bạn đã đến như Shop dễ dàng mua xe, như Shop cũng đã chia sẻ. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vậy này thì mua hàng online cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Dù bạn có internet hay không có internet thì chỉ cần ở nhà thì đã có người mang xe đến tận nhà cho bạn, và cũng những mua được sản phẩm tốt, giá tốt và được hưởng một dịch vụ cực kỳ tốt từ Shop xe đạp thể thao vip.com. Và đây chính là chiếc xe đạp Line Beauty của chị Lý ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bạn nhé. Đấy, xe thì nhập về nguyên chiếc đây. Đó, bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này bạn nhé. Và nhân tiện kiểm tra chiếc xe đạp cho chị Lý thì Shop cũng sẽ review cho bạn xem luôn. Đây, City 3 tức là xe đạp thành phố, xe đạp mini kiểu dáng rất là đẹp, duyên dáng. Và xe này được tích hợp bộ chuyển động Shimano 21 tốc độ. Và xe này thì sử dụng tay đề vặn bạn nhé. Tay đề vặn thì các chị em thì sử dụng nó rất là nhẹ nhàng và rất là bền luôn. Có 3 đĩa và 7 lít, sử dụng phụ đề Shimano Touring cực vip luôn. Xe khung nhôm, vành nhôm, cọc in nhôm, tay lái phô tăng nhôm. Đây bạn nhé, rất chất luôn. 3 ga nhôm luôn này, vừa đi thể dục thể thao thả dáng thì đối với xe này tuyệt vời luôn. Nốt rất là xịn, nốt của hãng Kenda. Còn đây là chiếc siêu phẩm Colorado, và Colorado màu xanh thiên thanh đẳng cấp châu Âu. Xe này thì khung bảo hành tới 5 năm bạn nhé. Chiếc này là của anh Lộc ở An Giang. Và số cuối của video này thì anh em liên hệ và mua hàng rất là dễ dàng, rất là nhanh luôn. Full carbon, full Shimano 1.5R7000. Còn đây là chiếc Cala, tên của Italia, một chiếc tên của hiệp sĩ, rất là vip luôn bạn nhé. Bạn đang cần tìm mua xe thì hãy đến với Shop xe đạp thể thao vip.com. Bạn thỏa sức lựa chọn cho mình được chiếc xe đạp như ý với giá thành tốt nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Shop gửi theo qua hệ thống Viettel, đảm bảo bạn nhận được hàng, kiểm tra đúng xe, thanh toán theo đường Viettel là xong. Còn bây giờ Shop sẽ đóng lại những chiếc xe đạp này và gửi cho bên vận chuyển. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.